Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì tình hình là ngày hôm qua là như vậy nè mọi người. Ngày hôm qua thì có một bạn tặng cho mình một cặp chim họ Mi. Đó, thành ra là mình cấp tốc mình làm cái chuồng AV. Cái chuồng AV này lúc trước nó nằm bên mấy bên này. Tại vì ngày xưa là cái khu vực này là mình đỡ dàn giáo để mà mình làm trong cái bên cái lĩnh vực xây dựng đó mọi người. Thì mình đỡ dàn giáo khu vực này và khu vực này mình làm cái AV. Còn bây giờ thì mình hết làm rồi, thành ra là dàn giáo mình cũng dẹp luôn. Thì mình dời cái AV về góc này để cho nó gọn cái sân đó mọi người. Thì cái khu vực này mình làm cái sào chim hợp lý mọi người. Nguyên một hàng chim bổi luôn nha. Thì ngày hôm nay mình làm một cái video trả lời cái câu hỏi của vài bạn hỏi mình là anh ơi làm về video về lòng chim chào màu đi. Đó thì lòng chim chào màu thì tức là nó là như vậy nè mọi người. Đa số cái câu hỏi này thì những anh em mới tập chơi chim thì hay hỏi mình. Còn lòng chào màu thì ở cái thời điểm hiện tại này á, mình thấy có ba cái mẫu lòng được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Cái mẫu thứ nhất là lòng vuông, mẫu thứ hai là lòng thái và mẫu thứ ba là lòng sinh. Đó, mình thấy ba cái mẫu lòng hiện tại bây giờ ưa chuộng. Ngày xưa thì cũng có người chơi lòng tròn nhưng mà bữa nay thì giảm rồi mọi người. Nay lòng tròn gần như ít người chơi rồi. Thì hôm nay mình làm cái video trả lời câu hỏi của nhiều bạn hỏi mình cái câu hỏi này đi. Cái lòng chào màu á, theo như mình đó nha, cái con chim nó hay dở thì nhốt cái lòng nào nó cũng hay mọi người. Chim nó hay nhốt lòng nào cũng hay, mà con chim nó dở thì nhốt lòng nào nó cũng dở. Đó, theo như mình đó là vậy. Cái lòng nó không có nhằm cái mục đích để mà tăng cái độ hay của con chim lên. Đó. Nhưng mà tại sao lòng có ba mẫu lòng? Anh em nuôi chim thì nuôi lòng gì á, thì tức là như vậy nè, những anh em mà mới tập chơi chim chào màu á thì mình nghĩ là thích lòng gì thì nuôi lòng đó. Tại vì cái lòng chim á nó cũng không có ảnh hưởng mấy đến con chim chào màu. Còn những anh em mà biết chơi chim rồi á thì người ta lại không có hỏi mình câu đó. Đó, tại vì cái lòng, ví dụ như anh em mọi người thấy cái lòng vuông nó như vậy. Những con chim mà nó bu chập quá thì người ta sẽ nuôi lòng thái. Đó, lòng thái nó hơi nghiêng nghiêng nhà một xíu để cho nó giảm bu chập. Và những con chim nào nó hung nữa, nó bu chập nữa thì người ta nuôi lòng sinh. Đó, lòng sinh nó hơi hơi tâm tâm vậy. Thì con chim nó sẽ giảm bu chập. Hay là lòng thái với lại lòng sinh mà nó ăn dày á, thì đặc biệt là người ta hay nuôi những con chim nó bu chập ghê quá. Đó, thì người ta nuôi cái lòng đó để cho nó giảm bu chập lại thôi. Chứ còn con chim nó hay thì nó ở lòng nào nó cũng hay, và nó dở thì nó ở lòng nào nó cũng dở. Còn nói về đẹp á, thì mỗi cái lòng nó đều có mỗi một cái vẻ đẹp khác nhau. Sinh nó cũng có cái đẹp của sinh, mà thái nó cũng có cái đẹp của thái, mà vuông nó cũng có cái đẹp của vuông. Đó, mình nghĩ là vậy mọi người. Còn những anh em mới tập chơi thì mình nghĩ thích lòng nào thì chơi lòng đó. Cứ thấy lòng nào mà đẹp thì mình thích thì mình chơi, cũng không quan trọng lòng đâu. Còn những anh em mà biết chơi rồi á, thì người ta đi thi đấu đồ á, thì người ta cân nhắc người ta sử dụng lòng sinh với lòng thái mà năng dày hoặc năng thưa, thì người ta dùng nhằm vào cái mục đích giảm cho con chim nó bu chập. Tại vì cái con chim chào màu khi nó bu chập á thì nó hay mất màu, nó hay mất màu thì đi thi hay bị rớt đó, kiểu vậy. Chứ còn thật chắc ra bữa nay á, chim bu chập người ta cực kỳ chuộng không mọi người. Tại vì những con đó nó dữ, nó hung đó. Nó chỉ đơn giản thôi, cái video này nó ngắn gọn thôi. Nói chung là ngày hôm qua mình bận rộn quá cho nên là mình không có thời gian mình làm video được. Thành ra là ngày hôm qua không có video. Ngày hôm nay thì sáng nay em Vũ Hồ farm Trà Mào Bạch Tạng ở Câm Tum á, có qua nhà mình chơi. Xong sáng anh em chơi cả buổi sáng tới chiều 3 giờ chiều thì em Vũ vừa về, thì mình mới rảnh quay video nè mọi người. Anh em chơi rồi nói chuyện chim cò, rồi trưa ăn cơm, rồi tới chiều em Vũ về thì mình mới rảnh, mình đem máy ra mình quay. Chứ còn nhiều khi anh em ngồi chơi đó, quay rồi thì nó cũng hơi bất tiện. Nó hơi bất tiện, anh em mọi người thông cảm nha. Giờ này chiều rồi mình quay video thì mình edit tới tối. Tối mình mới edit xong thì mình mới up video lên được. Đó, có gì anh em mọi người thông cảm. Ngày mai thì
bắt đầu từ ngày mai thì sáng mai thì bắt đầu mình rảnh, mình chủ động thời gian á, mình mới làm video sớm nha anh em mọi người được. Đó anh em mọi người thông cảm nha. Với lại là đây nguyên một hàng bổi nè mọi người. Mấy bữa trước á thì mình có đi sưu tầm tầm 2 con bổi. Xong mình về nhà mình up video xong rồi mình chia cho anh em xong. Xong mình lại đi sưu tầm 2 con tiếp. Đó kiểu vậy. Cứ mình sưu tầm 2 con thì mình kiếm một con vài 300 ngàn thì mình lại bán đi, xong mình lấy cái vốn về, xong rồi mình lại đi mua chim đó, rồi còn cái lời thì mình trang trải cuộc sống, mình uống cà phê, mình mua cám chim chào màu này kia nọ. Nhưng mà nó cũng khá là cực, tại vì con chim chào màu bổi mà mình đi bắt về cái mình quay cho anh em á thì nó không có thái độ, anh em mọi người không có thái độ thì không thấy được cái hình bóng con chim. Thì anh em mọi người có nhiều người yêu quý mình, muốn chia chim của mình, nhưng mà thấy ủa thằng này nó quay chim sao không có thái độ, đó thì cũng rất là khó để mà chia, cho nên nó cũng khá là cực. Cho nên mình chơi liều hả, mình gom góp hết tiền, gom về 8 con bổi mọi người, 8 con bổi. Thì cái hàng bổi này á, nguyên hàng 8 con này á, nó tầm con thấp nhất thì nó tầm khoảng 900 ngàn, và con cao nhất thì nó tầm khoảng 1,5 triệu. Đó, bây giờ mình nhìn, mình đổ, nói chung mình nhìn thì mình đổ rồi, nhưng mà mình còn phải nuôi vài hôm cho nó cứng cáp rồi hả, mình sẽ up video, nó có thái độ thì up video cho anh em, chia cho anh em mọi người. Con nào rẻ nhất thì tầm 900, mà con nào cao nhất thì tầm 1,5 triệu. Tại vì mình lựa bổi nó tầm cái giá trung á, để cho anh em mọi người, những anh em mọi người cái tài chính nó dễ. Nhiều khi anh em mọi người muốn chia chim nhưng mà mình lựa chim đắt quá thì không chia được, anh em mọi người không có đủ điều kiện. Mà mình lựa chim rẻ quá thì mà gửi tiền xe rồi mắc công gửi này kia nọ thì anh em mọi người cũng không có chia. Đó thành ra là mình tuyển bổi tầm từ 900 ngàn cho tới 1,5 triệu là cao nhất, để mình nuôi 1-2 hôm nó có thái độ rồi mình up lên anh em mọi người. Rồi cái gì anh em mọi người ai quan tâm thì ủng hộ nha. Còn cái video này thì chắc bây giờ không có quay, mà có quay nó cũng không có thái độ. Lúc mình tuyển mình lựa thì nó có thái độ, nhưng mà về nhà nó lạ nhà, mình phải chăm sóc vài ngày mọi người thì mình bung áo lòng ra nó mới có thái độ được. Đó vậy thôi, nói chung cái video này mình làm nó hơi tạm bợ vậy thôi nha anh em mọi người. Hẹn anh em mọi người vào cái video ngày mai thì mình làm nó ok hơn. Cái gì anh em mọi người thông cảm nha. Cặp họ mì trống mái, hy vọng là nó sẽ sinh sản được là hả ngon luôn á. Lúc nãy á mình mở lo mình kích nó hót ghê lắm, mà mình đem máy quay ra mình quay xong mình kích nó không muốn hót nữa mọi người. Thôi bye bye, chào mọi người, mình tắm cho mấy con bổi đây, giờ này 3 giờ rồi, bye bye mọi người nha.